Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Cơ quan an ninh liên bang Nga FSB cho biết, họ đã bắt hai đối tượng thực hiện vụ ám sát nhằm vào một sĩ quan hạm đội biển đen. Theo đó, thông cáo của FSB viết, hai đối tượng trên đã thực hiện vụ đánh bom theo lệnh từ mật vụ Ukraina nhằm vào tham mưu trưởng lữ đoàn tàu tên lửa số 41, Valery Chankovsky của hạm đội Biển Đen. Người phụ nữ theo dõi nơi ông Valeri sống và lịch trình làm việc. Trong khi đó, nam đồng phạm lắp thiết bị nổ vào chiếc xe ông Valeri sử dụng và thực hiện việc kích nổ. FSB sau đó đã công bố một số bức ảnh về các đối tượng, cũng như những chứng cứ họ thu được. Được biết, giới chức Kiev đã cáo buộc ông Chankovsky đã ra lệnh phóng tên lửa hành trình từ Biển Đen vào các mục tiêu dân sự ở Ukraine. Giới chức Ukraine cũng quy trách nhiệm cho ông vì vụ phóng tên lửa Kalib vào khu vực Vinitsia hồi tháng 7 năm 2022 khiến 29 người thiệt mạng, cũng như nhiều vụ tấn công khác nhằm vào vùng Odessa và các thành phố khác. Trong khi đó, Reuters cho biết, kể từ khi xung đột ở Ukraine bắt đầu, nhiều nhân vật ủng hộ Nga đã bị ám sát trong các hoạt động mà Moscow và cáo buộc là do Ukraine thực hiện. Họ bao gồm nhà báo Daria Dujina, blogger về xung đột, Vladlen Tatarsky và cựu chỉ huy tàu ngầm Stanislav Rzhitsky. Tất cả những người này cùng với đại úy Tchankovsky đều được liệt kê trong Marovores, tức hòa giải, một cơ sở dữ liệu khổng lồ không chính thức của Ukraine về những người được coi là kẻ thù của quốc gia. Đáng chú ý, cơ quan an ninh liên bang Nga, cơ quan kế thừa chính của KGB thời Liên Xô cho biết, vào tháng 12 năm ngoái rằng, họ đã triệt phá một mạng lưới điệp viên Ukraine ở bán đảo Crimea liên quan đến các âm mưu ám sát các nhân vật ủng hộ Moscow. Cơ quan này cho biết thêm rằng, các mục tiêu bao gồm người đứng đầu Crimea do Moscow bổ nhiệm, ông Sergei Askyonov và ông Oleg Tersaryov một cựu thành viên quốc hội Ukraine ủng hộ Nga. Sau 1.000 ngày xung đột Nga-Ukraine, cả hai bên đều đang tìm cách giảm thiểu tổn thất bằng cách thay thế con người bằng máy móc. Theo đó, từ khi căng thẳng bùng phát, Ukraine đã chứng kiến sự phát triển vượt bậc trong ngành công nghiệp quốc phòng, tập trung vào máy bay không người lái UAV, công nghệ chống UAV và trí tuệ nhân tạo AI. Đặc biệt là sau thất bại trong chiến dịch phản công mùa hè năm 2023. Ukraine đã phải đối mặt với các UAV giá rẻ, nhưng đông đảo của Nga. Những UAV này được sử dụng để trinh sát và tấn công, cản trở các nỗ lực tiến công của Ukraine. Hiện tại, cả Nga và Ukraine đều dự kiến sản xuất khoảng 1,5 triệu UAV trong năm nay. Phần lớn là loại nhỏ, giá vài trăm đô la Mỹ, có khả năng xác định và tấn công mục tiêu đối phương từ xa. Trước tình hình đó, xe quân sự Ukraine giờ đây đều được trang bị thiết bị tác chiến điện tử EVK để gây nhiễu và vô hiệu hóa UAV Nga một trang bị trước đây chỉ dành cho các khí tài giá trị cao. Theo công ty Anway, chuyên sản xuất thiết bị gây nhiễu tín hiệu UAV, nhu cầu sản phẩm của họ đã tăng mạnh. Từ việc ít được chú ý trước đây đến việc sản xuất 2.500 thiết bị mỗi tháng với lượng đơn đặt hàng kéo dài 6 tuần. Chưa dừng lại khi hơn 800 công ty quốc phòng Ukraine đã được thành lập kể từ năm 2022, thời điểm xung đột bùng nổ để đáp ứng nhu cầu thay đổi nhanh chóng trên các mặt trận. Các sản phẩm tập trung vào UAV trên không, mặt đất, trên biển và các công nghệ chống UAV. Theo bà Halina Yanchenko, một nhà lập pháp Ukraine, ngành quân sự nước này đang đổi mới với tốc độ nhanh nhất thế giới hiện nay. Hiện Ukraine có hơn 160 công ty sản xuất các phương tiện mặt đất không người lái, phục vụ các nhiệm vụ như cung cấp vật tư, sơ tán người bị thương hoặc mang theo súng máy điều khiển từ xa. Một số hệ thống tự động đã thay thế xạ thủ trên tiền tuyến, cho phép binh sĩ điều khiển vũ khí từ xa, giảm thiểu rủi ro thương vong. Các chỉ huy Ukraine cũng nhận định, xung đột hiện đại đang dần chuyển thành cuộc đối đầu công nghệ cao trong đó công nghệ phát hiện, gây nhiễu và tấn công từ xa, trở thành yếu tố then chốt. Nhiều chỉ huy chiến đấu giờ đây có thể điều hành từ xa, giảm sự phụ thuộc vào binh sĩ bộ binh triển khai trực tiếp trong chiến hào. Đồng quan điểm, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine, German Smetanin khẳng định, xung đột bằng robot sẽ là xu hướng chính trong tương lai gần, với sự tham gia ngày càng lớn của trí tuệ nhân tạo. Ông nhấn mạnh rằng, tự động hóa không chỉ mang lại hiệu quả cao, mà còn giúp bảo vệ mạng sống con người. Trong bối cảnh tổn thất gia tăng và sự mệt mỏi từ cả Nga và Ukraine, việc thay thế con người bằng máy móc đang trở thành chiến lược thiết yếu, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong lịch sử chiến tranh hiện đại. Cuộc xung đột tại Ukraine kéo dài không chỉ làm thay đổi cục diện chính trị ở châu Âu, mà còn gây ra những tranh cãi nội bộ Liên minh châu Âu, EU, về cách phản ứng trước cuộc xung đột này. Hungary và Ba Lan, hai quốc gia thường được coi là đồng minh trong nhiều vấn đề, lại có những quan điểm khác nhau, từ đó khơi nguồn cho những mâu thuẫn mới và mới đây theo european pravda đưa tin bên lề cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao eu ngoại trưởng ba lan radoslav sikorsky bày tỏ sự phẫn nộ trước động thái của hungary ngăn chặn việc thanh toán tiền từ quỹ hòa bình châu âu epf để bù đắp cho vũ khí đã được các nước eu chuyển đến ukraine ông sikorsky cũng lưu ý quỹ hòa bình châu âu vẫn bị phong tỏa vì phía hungary vẫn duy trì quyền phủ quyết cụ thể người đứng đầu bộ ngoại giao ba lan nói điều này bất chấp thực tế là đã có một cơ chế được tạo ra để tiền của hungary sẽ không được dùng để giúp đỡ ukraine tôi muốn hiểu lý do tại sao hungary không muốn giúp đỡ ukraine quốc gia đang đấu tranh cho tự do và muốn giúp đỡ người dân ukraine trong cuộc xung đột này được biết hungary đang chặn việc phân bổ hàng tỷ euro từ quỹ hòa bình châu âu để thanh toán viện trợ quân sự cho ukraine điều này đang xảy ra bất chấp thực tế là budapest được đảm bảo rằng những đóng góp của hungary cho quỹ hòa bình châu âu sẽ không hướng tới bất kỳ viện trợ quân sự nào cho Ukraine. Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh, ông Joseph Borrell hứa sẽ tìm giải pháp vượt qua sự phong tỏa của Budapest, nhưng hiện tại vẫn đang bế tắc. Hungary, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Viktor Orbán, đã nhiều lần bất đồng với EU về các vấn đề quan trọng, đặc biệt là về lập trường đối với Nga và cuộc xung đột ở Ukraine. Trong khi EU đã đưa ra các biện pháp trừng phạt kinh tế và hạn chế thị thực đối với Nga, Hungary vẫn duy trì một quan điểm mềm mỏng hơn đối với Moscow điều này đã dẫn đến các cáo buộc rằng budapest đang ủng hộ nga dù hungary liên tục phủ nhận những bất đồng này không chỉ giới hạn ở vấn đề thị thực mà còn mở rộng đến các vấn đề khác như hỗ trợ quân sự và tài chính cho ukraine cũng như việc hungary bị eu cáo buộc vi phạm các nguyên tắc dân chủ và pháp quyền của khối điều này đã dẫn đến việc eu đóng băng một phần đáng kể ngân sách phân bổ cho hungary việc hungary không tuân thủ các quy định của eu đã làm gia tăng sự mất lòng tin và đẩy mối quan hệ giữa hai bên vào tình trạng căng thẳng nghiêm trọng hơn ngoại trưởng iran abbas arachi mới đây đã bác bỏ cáo buộc của phương tây cho rằng tehran hỗ trợ nga trong cuộc xung đột với ukraine đồng thời chỉ trích liên minh châu âu eu đang cố ý nhắm vào các tuyến vận tải biển của tehran trong một bài đăng ông abbas arachi nhấn mạnh tự do hàng hải là nguyên tắc cơ bản của luật biển bộ ngoại giao iran cũng cảnh báo sẽ đưa ra các biện pháp đáp trả lệnh trừng phạt mới của eu trước đó quyết định mở rộng lệnh trừng phạt của eu với iran được đưa ra trong cuộc họp các ngoại trưởng EU đang diễn ra tại Bruxelles, Bỉ. Trong tuyên bố, EU cho biết khối 27 quốc gia này đã nhất trí cấm mọi giao dịch với các cảng biển được sử dụng để vận chuyển UAV hoặc tên lửa hoặc công nghệ và linh kiện liên quan của Iran cho Nga. EU cũng quyết định cấm mọi giao dịch với các cảng biển do các cá nhân và tổ chức bị trừng phạt sở hữu, điều hành hoặc kiểm soát. Biện pháp này bao gồm quyền tiếp cận các cơ sở của cảng và Âu Thuyền như Amirabad và Anjali và mọi dịch vụ cho tàu thuyền. Tuy nhiên, EU cho biết vẫn có thể cung cấp hỗ trợ cho các tàu thuyền cần thiết trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như vì lý do an toàn hàng hải. Khối này cũng đã áp dụng các biện pháp hạn chế đối với công ty vận tải biển nhà nước IRISL của Iran, giám đốc Mohammad Reza Khiabani và ba công ty vận tải biển của Nga. Iran đã nhiều lần bác bỏ mạnh mẽ các cáo buộc từ Anh, Pháp, Mỹ về việc nước này cung cấp vũ khí cho Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine, nhấn mạnh những cáo buộc này là vô căn cứ và chỉ nhằm phục vụ lợi ích chính trị của các nước phương Tây. Trước đó vào tháng 4, Ngoại trưởng Iran Hussein Amir Abdullahian cũng đã từng lên tiếng về việc Liên minh châu Âu EU công bố các biện pháp trừng phạt Tehran sau cuộc tấn công đáp trả nhằm vào Israel. Cụ thể, các ngoại trưởng các nước EU đã nhất trí trên nguyên tắc về việc mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran thông qua việc nhất trí mở rộng các biện pháp hạn chế xuất khẩu vũ khí của Tehran đối với các thiết bị bay không người lái hoặc tên lửa. Quyết định này được đưa ra sau khi Iran tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm đáp trả vụ tấn công tòa nhà lãnh sự trong đại sứ quán Iran tại Syria hôm mùng 1 tháng 4 mà Tehran cho rằng Israel đã thực hiện. Trên mạng xã hội X, ông Amir Abdullahian cho rằng việc EU nhanh chóng quyết định áp đặt thêm các biện pháp hạn chế đối với Iran chỉ vì nước này thực hiện quyền tự vệ cho Israel là điều đáng tiếc. Thay vào đó, ông kêu gọi EU áp đặt trừng phạt đối với Israel. Vừa qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và thiết lập khu vực phi vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Trung Đông. Cụ thể, trong thông điệp video gửi đến phiên họp thứ 5 của hội nghị về việc thiết lập khu vực Trung Đông phi vũ khí hạt nhân chiến thuật và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác, ông Guterres cho biết, ý tưởng về một khu vực như vậy đã tồn tại trong nhiều thập kỷ, nhưng với các cuộc xung đột trong khu vực đang diễn ra dữ dội và căng thẳng lên đến đỉnh điểm. Mục tiêu này đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết ông guterres lưu ý trong hơn một năm qua giải gaza đã trải qua cơn ác mộng không ngừng đe dọa nhấn chìm toàn bộ khu vực cũng như tình hình ngày càng căng thẳng ở liban tổng thư ký liên hợp quốc cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng thúc đẩy ngừng bắn trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả các con tin đồng thời bắt đầu tiến trình không thể đảo ngược hướng tới giải pháp hai nhà nước ông khẳng định việc xây dựng tương lai hòa bình và an ninh bền vững không chỉ ở trung đông mà trên toàn thế giới phụ thuộc vào việc thế giới tiếp tục theo đuổi các mục tiêu giải trừ vũ khí theo Guterres, Hiệp ước vì tương lai được thông qua vào tháng 9, cam kết hướng tới thế giới không có vũ khí hạt nhân, hóa học và sinh học. Theo đó, việc đạt được điều này tại Trung Đông sẽ là bước tiến quan trọng hướng tới mục tiêu trên. Ông nhấn mạnh, tổ chức Nihon Hidankyo của những nạn nhân Nhật Bản sống sót sau các cuộc tấn công bằng bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki đã giành giải Nobel Hòa Bình năm nay, qua đó chứng minh động lực toàn cầu mới trong việc loại bỏ vũ khí hạt nhân chiến thuật hoàn toàn và mãi mãi. Theo đó, Hiệp ước vì tương lai gồm 42 trang đã nêu rõ 56 hành động cụ thể như cam kết về chủ nghĩa đa phương, duy trì hiến trương Liên Hợp Quốc và gìn giữ hòa bình, kêu gọi cải cách các tổ chức tài chính quốc tế và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, thực hiện những nỗ lực mới để ứng phó với biến đổi khí hậu, nghèo đói, xung đột vũ trang, thúc đẩy giải trừ vũ khí và định hướng phát triển trí tuệ nhân tạo AI. Bên cạnh đó, Hiệp ước còn nhấn mạnh niềm tin vào con đường dẫn đến tương lai tươi sáng hơn cho toàn thể nhân loại. Với đa số ý kiến tán thành, hiệp ước vì tương lai được thông qua trong bối cảnh các cuộc khủng hoảng toàn cầu đã làm nổi bật nhu cầu cải tổ Liên hợp quốc và các hệ thống tài chính quốc tế. Những thách thức này bao gồm các cuộc xung đột ở Ukraine, giải Gaza và Sudan, nỗ lực giảm thiểu biến đổi khí hậu chậm chế, các vấn đề nợ công lan rộng, mối lo ngại về công nghệ phát triển mà không có sự quản lý. Hồi cuối tháng 8 vừa qua, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, đã công bố các hoạt động chuẩn bị cho kế hoạch quân sự thứ ba nhằm vào Israel. Kế hoạch này có mật danh True Promise 3, trong đó các chỉ huy Iran đã xác định được 80 mục tiêu quân sự ưu tiên nằm sâu trong lãnh thổ Israel. Bộ chỉ huy quân đội Iran khẳng định, bước đi này nhằm thể hiện quyết tâm của Iran trong việc đáp trả các hành động của phía Israel và hỗ trợ các đồng minh của nước này trong khu vực. Đáng chú ý, trong những cập nhật mới nhất, các bước chuẩn bị cuối cùng đã hoàn tất và chiến dịch có thể bắt đầu ngay sau khi có lệnh từ Tổng tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC, Thiếu tướng Hossein Salami. Theo đại diện của IRGC, tất cả các nguồn lực và lực lượng cần thiết đã được tập trung tại các khu vực chiến lược. Được biết, nhiều thông tin cho thấy kế hoạch đã phát triển này bao gồm nhiều hành động, trong đó có các cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng và quân sự quan trọng của Israel. Thiếu tướng Hossein Salami cũng đã tuyên bố IRGC sẵn sàng ứng phó với mọi mối đe dọa đến từ Israel và có ý định hành động quyết đoán trong trường hợp khiến tình hình trở nên phức tạp hơn. Phía Iran cũng nhấn mạnh rằng chiến dịch này sẽ là phản ứng trước hành động của Israel và nhằm bảo vệ lợi ích của thế giới Hồi giáo. Đáng chú ý, người đứng đầu IRGC cảnh báo rằng ngay cả với sự hỗ trợ của hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến của Mỹ mới được triển khai gần đây tại Israel, nó cũng sẽ không thể ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai từ Tehran. Cụ thể, ông Salami nói, cũng giống như các hệ thống chống tên lửa Arrow đã không hoạt động trong chiến dịch Chupromaitu, các hệ thống THAAD cũng sẽ không hoạt động. Đừng dựa vào THAAD chúng có khả năng hạn chế. Sau vụ không kích đáp trả của Israel vào Iran hồi cuối tháng 10 vừa qua, Phó Điều phối viên lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC, chuẩn tướng Mohammad Reza Nagdi nhấn mạnh trong tương lai gần, thế giới sẽ chứng kiến một đòn giáng nghiền nát sau hàng loạt động thái nhằm bảo vệ lợi ích của Iran trong khu vực. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khi đó cũng cảnh báo Tehran có thể làm giảm đáng kể năng lực quân sự của Israel bằng cách tấn công với lực lượng lớn hơn so với cuộc tấn công ngày 1 tháng 10. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Iran nói rằng Israel không để lại cho Tehran lựa chọn nào khác. Ngoài việc đáp trả toàn diện các cuộc tấn công gần nhất của Israel vào nước này. Ngay sau khi nước Mỹ gọi tên người chiến thắng sau ngày bỏ phiếu mùng 5 tháng 11, nhiều lời chúc mừng từ khắp nơi trên thế giới liên tục được gửi tới tổng thống đắc cử Donald Trump. Các nhà lãnh đạo Trung Đông như thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, quốc vương Qatar Sayyid Al-Thani tổng thống ai cập abdel fattah el sisi cũng không bỏ qua cơ hội này để khẳng định sự ủng hộ với chính quyền mới trước thêm một cuộc chuyển giao quyền lực lớn lần đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột gaza nổ ra morocco cũng đã tái khẳng định mối quan hệ với israel cây viết sabrina soffer của tờ the hill nhận định dù đó là những thủ tục chính trị hay sự hài lòng thực sự với kết quả bầu cử mỹ các nhà lãnh đạo trung đông đều lo ngại về phong cách lãnh đạo ngẫu hứng và khó đoán của ông trump trong nhiệm kỳ tới có thể tác động nhiều đến các chính sách đối ngoại của nhà trắng bà soffer nói vấn đề trung đông là một bài toán khó mà chính quyền tổng thống joe biden đã giải sai cách mỹ có tiếng nói lớn trên trường quốc tế và nếu tiếng nói này được sử dụng đúng cách thì washington sẽ có lời giải cho mọi cuộc xung đột trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Trump đã chuyển đại sứ quán Mỹ đến Jerusalem, rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran và công nhận cao nguyên Golan là lãnh thổ của Israel. Tổng thống đắc cử cũng ký một xác lệnh hành pháp năm 2019 về chống lại chủ nghĩa bài do Thái, mở rộng các biện pháp bảo vệ theo đạo luật 6 đối với các hành vi bài do Thái theo định nghĩa của Liên minh tưởng niệm Holocaust của quốc tế. Trong nhiệm kỳ tiếp theo, ông Trump cam kết xóa bỏ quyền công nhận các trường đại học không giải quyết được vấn đề bài do Thái và tuyên bố sẽ trục xuất những người không phải công dân tham gia các cuộc biểu tình ủng hộ Hamas bất hợp pháp. Tổng thống đắc cử cũng nhắc đến khả năng cắt giảm tài trợ cho cơ quan cứu trợ và công trình của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine ở cận đông tại Liên Hợp Quốc. Trong bối cảnh một số nhân viên của cơ quan này bị Israel cáo buộc có liên quan đến vụ tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 về phía iran tờ wall street journal trước đó đưa tin bất chấp thủ địch lẫn nhau washington và tehran vẫn có thể đạt được thỏa thuận ngoại giao trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của donald trump tuy nhiên các nguồn tin của tờ báo này không loại trừ khả năng ông trump sẽ tăng cường đáng kể áp lực trừng phạt đối với iran hạn chế xuất khẩu dầu mỏ của nước này mỹ cũng có thể tranh thủ thu hướng hợp tác đang lên điển hình là việc uae và israel thiết lập quan hệ ngoại giao khuyến khích thêm nhiều quốc gia ả rập hòa giải với israel Thực tế là sau thỏa thuận lịch sử mà UAE và Israel đạt được và với những động thái thúc đẩy tích cực của Mỹ, Bahrain là quốc gia tiếp theo đồng ý thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel. Với tư cách là nhà lãnh đạo của một trong những cường quốc trên thế giới, ông Trump đang đứng trước cơ hội lớn để chứng minh rằng sự lựa chọn của các cử tri Mỹ sẽ mang lại cho cả Trung Đông và Washington. Vẫn tồn tại nhiều khúc mắc mà người Mỹ chưa hẳn đã đồng tình với ông Trump. Tuy nhiên, chính sách đối ngoại phải là ưu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống tiếp theo để đảm bảo trật tự toàn cầu. Bà Schofer nói thêm rằng, trong bối cảnh hiện nay, nhiều người Mỹ, đặc biệt là người Mỹ gốc Do Thái, phải nhận ra rằng hòa bình thông qua sức mạnh là cách tốt nhất để tiến về phía trước. Nếu đi theo hướng này, chính sách đối ngoại của ông Trump rất có thể sẽ phát huy hiệu quả trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động như hiện nay. Theo hãng tin Reuters, mới đây, thượng viện Mỹ dự kiến sẽ bỏ phiếu vào ngày 20 tháng 11 về các nghị quyết ngăn bán vũ khí cho Israel. Đây là các nghị quyết đã được một số nhà lập pháp Mỹ ủng hộ vì họ cho rằng Israel đang cản trở các chuyến hàng viện trợ mà người dân Palestine ở giải Gaza rất cần giữa xung đột Israel-Hamas. Hiện nay, phần lớn trong số 2,3 triệu người ở giải Gaza đã phải di rời. Các quan chức y tế ở Gaza cho biết hơn 43.922 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công kéo dài 13 tháng qua của Israel. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders là người thúc đẩy cái gọi là những nghị quyết phản đối chung G.R.D. hồi tháng 9. Gần đây, ông thông báo sẽ đưa chúng ra thượng viện để bỏ phiếu trong tuần này. Hãng tin Reuters nhận định, sự ủng hộ mạnh mẽ của cả các nghị sĩ Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ dành cho Israel hiện nay không đồng nghĩa các nghị quyết này có thể sẽ không được thông qua. Tuy nhiên, những người ủng hộ các nghị quyết hy vọng chúng sẽ khuyến khích chính phủ Israel và chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden hành động nhiều hơn để bảo vệ dân thường ở giải Gaza. Hai trong số các nghị quyết đề xuất chặn thông vụ bán đạn súng cố 120 mm và đạn tấn công trực tiếp chung Jedames, một nghị quyết thứ ba để xuất chặn thương vụ bán đạn xe tăng cho Israel. Ông Sanders chỉ ra, cuộc xung đột này được tiến hành gần như hoàn toàn bằng vũ khí của Mỹ và 18 tỷ đô la Mỹ tiền thuế của người dân Mỹ. Israel đã thả những quả bom nặng 2.000 pound, tức khoảng hơn 900 kg do Mỹ cung cấp vào các khu dân cư đông đúc, giết chết hàng trăm thường dân để tiêu diệt một vài chiến binh Hamas và không hề phân biệt giữa thường dân và chiến binh. Ông nhấn mạnh, những hành động này là vô đạo đức và bất hợp pháp. Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Chris Van Hollen cũng cho biết ông ủng hộ các nghị quyết phản đối nói trên, tương tự như thượng nghị sĩ đảng dân chủ Elizabeth Oren bày tỏ tuần trước. Trước đó vào đầu tháng, bộ trưởng bộ ngoại giao thổ nhĩ kỳ Hakan Fidan cho biết họ đã đệ trình một lá thư lên Liên hợp quốc có chữ ký của 52 quốc gia và hai tổ chức liên chính phủ kêu gọi ngừng cung cấp vũ khí cho Israel. Ông Fidan cho biết khẳng định đây là đề xuất do thổ nhĩ kỳ đưa ra. Chúng tôi đã viết một bức thư chung kêu gọi tất cả các nước ngừng bán vũ khí và đạn dược cho Israel. Chúng tôi đã chuyển bức thư này có 54 bên ký kết tới Liên Hợp Quốc vào ngày 1 tháng 11. Trong số những bên ký kết và lá thư có Ả Rập Xê Út, Brazil, Algeria, Trung Quốc, Iran và Nga, Liên đoàn Ả Rập và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo, cả hai đều là tổ chức liên chính phủ trong Liên Hợp Quốc cũng đã ký vào văn bản này. Ông Donald Trump mới đây đã đề cử cựu nghị sĩ Sins Duffy, hiện là người dẫn chương trình của Fox News, làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, nếu đề cử của Tổng thống đắc cử Donald Trump được chấp thuận, ông Duffy sẽ giám sát các chính sách về hàng không, ô tô, đường sắt, vận tải công cộng và các chính sách khác tại bộ này với ngân sách khoảng 110 tỷ đô la Mỹ. Bộ này cũng sẽ nhận khoản tài trợ đáng kể theo luật cơ sở hạ tầng trị giá 1.000 tỷ đô la Mỹ được thông qua năm 2021 dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden và các trạm sạc EV. Ông Trump cho biết ông Duffy sẽ ưu tiên sự xuất sắc năng lực, sức cạnh tranh và vẻ đẹp khi xây dựng lại đường cao tốc, đường hầm, cầu và sân bay của Mỹ, cũng như đảm bảo các cảng và đập phục vụ nền kinh tế mà không gây tổn hại đến an ninh quốc gia. Ông Duffy là nghị sĩ từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 9 năm 2019, là thành viên Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện và chủ tịch một tiểu ban về bảo hiểm và nhà ở. Ông cộng tác với Fox News năm 2020 và hiện là người đồng dẫn chương trình The Boston Line của Fox Business. Cựu nghị sĩ còn tham gia bình luận chính trị trên các nền tảng của Fox News. Ông Trump cho biết thêm xin sẽ dùng kinh nghiệm cùng các mối quan hệ đã thiết lập suốt nhiều năm trong quốc hội để duy trì và tái thiết hạ tầng quốc gia, hoàn thành sứ mệnh mở ra kỷ nguyên vàng giao thông, tập trung vào an toàn, hiệu quả và đổi mới. Quan trọng là ông ấy sẽ nâng cao đáng kể trải nghiệm đi lại cho tất cả người Mỹ. Ông Duffy cần được Thượng viện phê chuẩn trước khi bắt đầu công việc. Sau khi trở thành Bộ trưởng Giao thông, ông Duffy sẽ giám sát Cục Hàng không Liên bang FAA, vốn đang vật lộn với vấn đề kiểm soát không lưu và Cục đường sắt Liên bang FRA, nơi đang thúc đẩy các cải cách an toàn sau vụ chật bánh tàu hỏa ở East Palestine, Ohio vào năm 2023. Ông cũng sẽ chịu trách nhiệm đánh giá cách thức xây dựng lại cơ sở hạ tầng đang xuống cấp của đất nước. Trong khi đó, số ca tử vong do tai nạn giao thông ở Mỹ đã giảm trong năm nay nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức trước đại dịch COVID-19. Tỷ lệ tử vong vẫn cao hơn trong năm nay so với bất kỳ năm nào trước đại dịch kể từ năm 2008. Ông Duffy sẽ phải đối mặt với áp lực nới lỏng các quy định đối với xe tự lái mà Tesla và các nhà sản xuất ô tô khác đang mong muốn. Ông Trump cũng tuyên bố sẽ bắt đầu hủy bỏ các quy định nghiêm ngặt về khí thải xe cộ của chính quyền Tổng thống Joe Biden ngay khi ông nhậm chức. Tờ New York Times đưa tin, hai tháng trước khi rời Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đảo ngược chính sách thận trọng lâu nay khi cấp phép để Ukraine lần đầu sử dụng tên lửa tầm xa loại Atacms có tầm bắn khoảng 300 km, tấn công các mục tiêu nằm trong lãnh thổ Nga. Theo truyền thông Mỹ, Washington từ tháng 9 năm 2023 bắt đầu chuyển giao biến thể M39 Block 1 của tên lửa Atacms cho Ukraine. Phiên bản này có tầm bắn khoảng 165 km, nặng 2 tấn mang đầu đạn chùm chứa 950 quả đạn con M74, được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính. Cách đây vài tháng, Washington được cho là đã chuyển biến thể M39A1 Block 1, tầm bắn 300 km. Biến thể này mang đầu đạn chùm chứa 300 đạn con M74, nặng bằng 1 phần 3 so với đầu đạn của M39 Block 1, nhưng được bổ sung hệ thống định vị vệ tinh để tăng độ chính xác. Ukraine có thể cũng đã tiếp nhận biến thể M57, mang đầu nổ đơn nhất, nặng 230 kg, tầm bắn từ 70 km đến 300 km. Song song với đó, chính phủ của Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng dự kiến cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow tấn công mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh G20 tại Brazil, Thủ tướng Starmer nhấn mạnh Anh cần phải tăng cường hỗ trợ cho Ukraine, trong khi các nguồn tin ngoại giao cho biết họ mong đợi các nước châu Âu khác cũng sẽ theo bước Mỹ trong việc cởi cho vũ khí tầm xa cho Ukraine. Mặc dù không đi sâu vào chi tiết hoạt động, cần phải làm nhiều hơn nữa để giúp đỡ Ukraine nơi mạng lưới điện bị hư hại nghiêm trọng bởi các đợt tập kích của Nga. Thủ tướng Anh nói, tôi đã nói rất rõ ràng từ lâu rồi, chúng ta cần phải nỗ lực gấp đôi, chúng ta cần phải đảm bảo Ukraine có những gì cần thiết trong thời gian cần thiết, chúng ta không thể để Nga thắng trong cuộc xung đột này. Liên quan đến vũ khí và viện trợ, mới đây Ukraine Form đưa tin, đại diện thường trực của Mỹ tại Liên hợp quốc, Linda Thomas Greenfield cho biết, Washington sẽ công bố gói hỗ trợ quốc phòng mới cho Kyiv trong những ngày tới. Bà Thomas Greenfield tuyên bố chúng tôi sẽ công bố hỗ trợ an ninh bổ sung cho Ukraine trong những ngày tới, đồng thời kêu gọi các nước khác ủng hộ công thức hòa bình đang được phía Ukraine thúc đẩy. Hơn nữa, hòa bình ở Ukraine phải công bằng, bền vững và tôn trọng đầy đủ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, bà nhấn mạnh. Nga bắt đầu sản xuất hàng loạt hầm trú bom di động có khả năng chống lại nhiều mối đe dọa do con người gây ra cũng như thảm họa thiên nhiên. Theo Viện Nghiên cứu thuộc Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga hầm trú ẩn di động hay còn gọi KUBM trông giống như container vận chuyển được gia cố. Hầm này có thể hạn chế tác động của bức xạ, mảnh đạn, mảnh vỡ, hỏa hoạn và sẽ triển khai ở vùng đất đóng băng rộng lớn ở phía bắc của nước Nga. Viện nghiên cứu thuộc Bộ tình trạng khẩn cấp Nga cho biết, đơn vị tiêu chuẩn có sức chứa 54 người nhưng có thể bổ sung thêm các mô đun khác với sức chứa khác nhau. Cuộc xung đột ở Ukraine đang bước vào giai đoạn mà một số quan chức cho rằng có thể là cuối cùng và nguy hiểm nhất khi lực lượng nga tiến quân với tốc độ nhanh nhất kể từ khi xung đột bùng phát mới đây chính quyền tổng thống mỹ joe biden đồng ý cho phép ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của mỹ tấn công vào sâu trong lãnh thổ nga điện kremlin gọi quyết định cho phép ukraine bắn tên lửa mỹ vào sâu trong lãnh thổ nga của chính quyền tổng thống joe biden là liều lĩnh và cảnh báo moscow sẽ đáp trả cùng thời điểm những thay đổi trong học thuyết hạt nhân của nga sẽ được chính thức hóa khi cần thiết thư ký báo chí của điện kremlin dmitry peskov nhấn mạnh những thay đổi này đã được xây dựng trên thực tế, chúng sẽ chính thức hóa khi cần thiết. Nga bắt đầu kế hoạch quân sự vào Ukraine cách đây 1.000 ngày, nhiều lần cảnh báo phương Tây đang đùa với lửa, khi thăm dò giới hạn mà một cường quốc hạt nhân có thể hoặc không thể chấp nhận. Vào tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng việc phương Tây đồng ý để Kiev sử dụng tên lửa tầm xa đồng nghĩa với sự tham gia trực tiếp của NATO, Mỹ và các nước châu Âu vào cuộc xung đột ở Ukraine. Khi đó, cơ sở hạ tầng quân sự và nhân sự của NATO sẽ tham gia vào việc bắn tên lửa, tấn công mục tiêu Nga. Quyết định của Tổng thống Mỹ Joe Biden được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi cho phép quân đội Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công mục tiêu quân sự của Nga cách xa biên giới nước này. Thời gian gần đây, không quân Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã tiến hành một trong những cuộc không kích dữ dội nhất vào nước này trong suốt hoạt động quân sự, chủ yếu nhằm vào mạng lưới hạ tầng năng lượng. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công được tiến hành bằng vũ khí trên không và trên biển tầm xa, cũng như máy bay không người lái. Bộ này tuyên bố, đồng thời cho biết thêm, cuộc tấn công nhằm vào cơ sở tầng năng lượng quan trọng hỗ trợ hoạt động của Tổ hợp Công nghiệp Quốc phòng Ukraine và các nhà máy sản xuất thiết bị quân sự. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đều đã bị tấn công. Trước tình hình hiện nay, Ukraine nói rằng Nga dường như đã sử dụng UAV mới giá rẻ hơn gấp nhiều lần các phiên bản trước đây, khiến phòng không Kiev quá tải lực lượng Nga đang sử dụng máy bay không người lái mồi nhử giá rẻ để làm quá tải hệ thống phòng không của Kiev. Nga đã tăng số lượng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn vào các thành phố của Ukraine, làm suy yếu hệ thống phòng không của Ukraine và nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng. Theo HUR, các nhà sản xuất Nga sử dụng các linh kiện từ Mỹ, Trung Quốc, Hà Lan và Thụy Sĩ để sản xuất máy bay không người lái Zebra tại một nhà máy ở Yalabuga, Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga. Zebra có sải cánh khoảng 2 mét nhỏ hơn một chút so với mức 2,5m của Gran 2. Phần thân được làm bằng vật liệu nhẹ và giá rẻ. Sau đó, phủ xốp có khả năng hấp thụ sóng radar và sơn đen nhằm tăng khả năng ẩn mình trước các biện pháp cảnh giới của đối phương. Zebeda cũng có thể được lập trình để bay theo lộ trình vạch sẵn như Gran 2, không đòi hỏi người điều khiển liên tục theo dõi. Máy quay khi đó sẽ được dùng để trinh sát và tìm kiếm mục tiêu dọc đường bay, nhưng nhiều khả năng không thể truyền dữ liệu về theo thời gian thực và kíp điều khiển chỉ có thể truy xuất thông tin nếu thu hồi được phi cơ. Nga sử dụng Zera 2 để tấn công nhiều mục tiêu tại Ukraine từ cuối năm 2022. Dòng phi cơ này không ngừng được cải tiến để tăng khả năng xuyên phá lưới phòng không và gây thiệt hại tối đa ở khu vực mục tiêu. Moscow cũng liên tục phát triển nhiều dòng UAV mới có giá rẻ và dễ chế tạo hơn Gerdan 2 nhằm giảm áp lực cho dây chuyển sản xuất và tăng tốc độ xuất xưởng khí tài. Zebra có tầm bay và đầu đạn nhỏ hơn nhiều so với Gerdan 2 nhưng vẫn là vũ khí rất hiệu quả. Lượng lớn phi cơ giá rẻ sẽ bộ Ukraine tiêu tốn nhiều đạn phòng không quý giá, tạo lỗ hổng cho những đòn tấn công bằng UAV và tên lửa hành trình có uy lực vượt trội. Hồi tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cáo buộc rằng Nga đã phá hủy tất cả các nhà máy nhiệt điện và hầu hết các năng lực sản xuất thủy điện ở Ukraine, làm ảnh hưởng tới 80% năng lực sản xuất năng lượng của Kiev. Hồi tháng 7, Ngoại trưởng Hungary, ông Peter Sgirato cho biết nước này sẽ chặn 6,5 tỷ euro tiền bồi thường từ Quỹ Hòa bình châu Âu, EPF, cho các nước Liên minh châu Âu, EU đã cung cấp vũ khí cho Ukraine cho đến khi Kiev giải quyết vấn đề vận chuyển dầu của Nga sang Hungary và Slovakia. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ATV, ông Sergei Zato tuyên bố Hungary sẽ không đồng ý chi 6,5 tỷ euro cho Ukraine, trong khi nước này đe dọa an ninh nguồn cung năng lượng của họ. Vượt qua Erpen Pravda đưa tin, bên lề cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao EU, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski bày tỏ sự phẫn nộ trước động thái của Hungary ngăn chặn việc thanh toán tiền từ Quỹ Hòa bình châu Âu để bù đắp cho vũ khí đã được các nước EU chuyển đến Ukraine. Ông Sikorsky lưu ý Quỹ Hòa bình châu Âu vẫn đang bị phong tỏa vì phía Hungary vẫn duy trì quyền phủ quyết. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ba Lan nói, và điều này bất chấp thực tế là đã có một cơ chế được tạo ra để tiền của Hungary sẽ không được dùng để giúp đỡ Ukraine. Tôi muốn hiểu lý do tại sao Hungary lại không muốn giúp đỡ Ukraine. Quốc gia đang đấu tranh cho tự do và muốn giúp đỡ người dân Ukraine trong cuộc xung đột này. Bất chấp thực tế là Budapest đã đảm bảo rằng những đóng góp của Hungary cho quỹ hòa bình châu Âu sẽ không hướng tới bất kỳ viện trợ quân sự nào cho Ukraine, nhưng tuần này Hungary vẫn kiên quyết với lập trường của mình. Quỹ hòa bình châu Âu là một công cụ tài chính nằm ngoài ngân sách EU hoạt động từ tháng 7 năm 2021 với mục đích tài trợ cho các hoạt động có ý nghĩa quân sự như cung cấp thiết bị và đào tạo quân đội của các nước đối tác EU, cũng như chi phí chung cho các nhiệm vụ và hoạt động quân sự của EU ở nước ngoài. Sau khi xung đột nga-Ukraine nổ ra. Quỹ hòa bình châu Âu được cho là đã tiêu khoảng 6,1 tỷ euro cho chiến sự tại Ukraine trong năm 2022 mà đáng lẽ được sử dụng cho tới năm 2027. Năm 2023, Quỹ hòa bình châu Âu bắt đầu cạn kiệt nguồn lực khi không vận động được nguồn cung bổ sung do các nước thành viên EU chủ trương hỗ trợ song phương cho Ukraine hơn là quyền góp tập thể.